ước ao với ăn những thứ mà heo nó xơi cho đầy bụng. Lại nhắc tới heo nữa, tôi có nhiều câu chuyện về heo lắm. Đố quý vị con gì đầu chuột đuôi heo? Ai cũng biết đó mà giờ đố cái bí. Con giáp, hay quá, hoan hô. Tý Sửu dần mèo tình tị ngọ mùi Tân Dậu tức hợi. Con heo ở chót, con chuột ở đầu. Đố ai đọc ngược từ dưới lên? Hợi Tức Dậu Thân mùi ngọ thị tình mèo dần Sửu Tý. Con heo đối với tôi là con vật yêu đời nhất. Người nó cũng đẹp, những đường cong của nó tuyệt mỹ hơn của các bà nữa đó. Tôi nói đâu có sai. Ai nhấn nhìn cái mông con heo coi, trời ơi nó đẹp, Chúa vẽ thật khéo. Hồi nhỏ tôi đi học, từ nhà đi đến trường Ta Be đi xe đạp. Tới đèn xanh đèn đỏ, hên có những chiếc xe ba gác chở cái rọ tre đó. Trong đó có con heo, nó cứ đú cái lỗ mũi ra, nó cứ vậy nè. Vậy đó. Là tôi đậu kế bên, tôi vỗ vô cái rọ, cái tôi nói, bữa nay đi chơi vui ha. Vỗ cái nó nói, ừ. Đâu có bao giờ nó biết nó sắp chết mà nó vẫn lạc quan đâu. Rồi cái mình gõ cái nữa, nay trời đẹp quá không? Ừ. Một chút nó chết thơm tho phải không? Ừ. Cái ông mà đạp xe ba gác, ông nói mày rắn mắt vừa vừa thôi mày. Mày nói chuyện được với heo hả mày? Thưa quý vị, tôi nói vậy để quý vị biết hồi nhỏ tôi phá cỡ nào á. Bây giờ tôi tu thân tích đức rồi. Sau cái ôm hôn thấm thiết của người cha, không biết đứa em nghĩ gì, nhưng đứa anh thì buồn quá. Đứa anh thấy mình mất giá. Nguyên nhân sâu xa thật là lâu nay anh ta không làm con, anh ta làm đầy tớ thôi. Cuộc đời không lẽ lặng lẽ như vậy, cô đơn như vậy sao? Sống ở gia đình mà không có cha. Cuộc đời không lẽ sống bao nhiêu năm trên trần gian này không có cha, không nhận ra mình có người cha, mà chính Chúa Giêsu đã năn nỉ mình hãy gọi Thiên Chúa là cha. Cuộc đời như vậy thiệt thòi quá, buồn quá, không đáng sống. Mà nó ghê thật đó quý vị. Tôi nói chắc không sai đâu. Đố quý vị, ai biết được một nhà truyền giáo của Anh giáo, người Ấn Độ, tên là Sindasin. Anh giáo có nghĩa là niềm tin giống hệt của mình, giáo lý cũng giống của mình, hàng giáo phẩm cũng giống của mình. Nhưng vì vị hoàng đế Henry thứ 8 tách rời ra, ai không theo ổng, ổng giết. Cho nên mình mới có sự tách rời thành giáo hội Anh giáo. Bên giáo phận của tôi, tổng giáo phận Perth, đã có thời và hiện giờ chúng tôi có 6 linh mục Anh giáo xin gia nhập giáo hội Công giáo. 6 vị tốt lành. Có một điều là bên các linh mục Anh giáo thì có lập gia đình, có vợ, có con cái. Đi tĩnh tâm mấy ông đeo nhẫn. Tụi tôi nói đùa, tôi giống ai đó, nói đùa. Hồi đó phải tôi biết vậy, tôi đi làm linh mục Anh giáo cho biết. Thấy không? Mấy ông nhìn nói, ờ, biết rồi, rồi hối hận. Nó cũng vui. Tại sao hối hận? Đó là một cái lỗi đó, một trong những cái lỗi mà Phêrô phạm phải đó. Tại sao Phêrô lại chối Chúa? Là vì Chúa làm một cái lỗi đó mà ông Phêrô ông không có tha. Cái lỗi gì? Chúa chữa lành cho mẹ vợ ông. Chẳng thà để bà nằm liệt đó thì mọi chuyện nó êm ả. Bây giờ bà lành rồi, bà ngồi vậy, bà sai ông Phêrô chạy gần chết. Tại vì các bà nói nhiều hơn các ông, nhức đầu lắm. Một ông than với tôi, cha, cái radio mình biết chỗ tắt,
Còn bả đó con không biết chỗ nào tắt. Tôi nói chắc có cái nút mà ông không biết đó chứ. Ông nói cha không có vợ sao biết. Rồi, có một anh bạn lúc nhỏ nuôi con nhồng, miền Nam kêu con nhồng, mà hãy cho nó ăn ớt lột lưỡi nó nói giỏi lắm, thương nó lắm, đi đâu cũng đi xe đạp nó cũng đứng vai nè, rồi nó nói, nó nhái tiếng người. Anh nó nuôi mười mấy năm tới lúc cưới vợ, cưới được một tuần xách con nhồng qua tặng bạn. Thằng bạn nói, bộ nó hết biết nói rồi sao mày cho tao? Nó nói giỏi, từ ngày vợ tao về nó bắt chước, nó càng nói nhanh hơn. Mà tại sao mày đem cho? Một con đã gần chết, bây giờ thêm một con nữa. Cái con này thì tao bảo nó im được, còn cái con kia không được. Tôi nói xấu các bà mà sao các bà nói to, cười to vậy? Để tôi cho quý vị thấy câu chuyện như thế này, rất là hay. Cái nhà truyền giáo Anh giáo nổi tiếng đó, ông qua đời rồi, lâu rồi. Ông yêu mến Chúa Giêsu chân thành. Ông quyết định đi truyền giáo để rao truyền tình cha của Thiên Chúa trên trời và tình con của Chúa Giêsu mà ông nếm được. Hồi nhỏ, bố ông là thương gia, người Ấn Độ như nãy mình nói đó, anh Bảy già già đó. Ông thấy bà mẹ thì đạo đức dạy cho ông, con gặp người nghèo phải biết giúp. Con nít mà. Rồi ông thấy người nghèo, ông có tiền, ông vô cái học bàn của ông bố, ăn cắp có 5 rupee thôi, tiền Ấn Độ kêu là rupee. Rồi ông đẩy học lại, ông nghĩ là ông bố không biết. Trời ơi, mấy người Ấn Độ rất tính toán, rất nhanh. Quý vị nhớ bây giờ, cầm đầu hệ thống computer trên thế giới là người dân nào? Ấn Độ. Và hiện giờ số dân của họ qua mặt Trung Quốc rồi, mới qua mặt đây. Trung Quốc bây giờ không đẻ nữa, không nuôi được, không đẻ. Ấn Độ thì xả vàng, Chúa cho nhiều, đẻ nhiều. Cho nên ông ăn cắp tiền đi ra cho người nghèo. Không ngờ chiều về ông bố họp hết cả cái xí nghiệp đó lại, hỏi, nói thật các người thợ, anh nào lấy 5 rupee của tôi? Thằng con có mặt ở đó, bà mẹ có mặt ở đó, anh chị nó có mặt ở đó, nhìn nhau, nó biết nó lấy, nhưng bây giờ không dám nói, im. Ông bố đâu có nghi được, thằng con mình thấy nó hiền lành, nó còn bé quá. Ông bố nó thôi cũng được, từ nay đừng xảy ra chuyện này nữa, tôi rất buồn. Tối đó thằng ngõ nhỏ ngủ không được, hoàn toàn thức, không ngủ được, tức quá rồi, tại mình lỡ có một chút. Động cơ nó làm thì đúng, nhưng cái cách phương tiện nó dùng thì sai. Đâu có thể lấy cứu cánh mà biện minh cho phương tiện. Đó là cách dùng của chủ nghĩa cộng sản. Lấy cái cứu cánh tốt, tôi sang bằng xã hội, tốt thật. Tôi giúp người nghèo, tốt thật. Nó đâu có thể dùng cách giết người và lấy đồ người ta một cách bất công. Sai. Cho nên nó cứ ngẫm nghĩ, mặc dù nó còn bé lắm. Nhất là nó thấy ông bố nó buồn, bà mẹ cũng buồn lây. Nó ngủ không được, thức dậy, chạy tới phòng bố, gõ cửa. Ông bố bảo, vào đi. Thấy nhỏ vào, ông không hiểu gì. Ông bật đèn lên, chuyện gì vậy con? Nó đứng nó nhìn ổng và nó rưng rưng nước mắt, nó nói, con lấy 5 rupee. Ông bố không trách một lời, cũng không nói lần sau con tiếp tục làm vậy không, là vì cái đó sai. Nhưng ông nói, dù sao con cũng là con của bố. Hết. Dù sao con cũng là con của bố. Đẹp quá quý vị. Cái câu đó phải gán vào miệng Thiên Chúa Cha đó. Dù sao ông bà anh chị có nhơ nhớp đến mấy vẫn là viên ngọc quý, có bùn đất che lấp đến mấy vẫn là kho tàng vô giá. Dù sao con cũng vẫn là con của bố. Hay thật,
quên hết mọi chuyện. Từ đó, Sinda không bao giờ quên cái câu chuyện đó trong cuộc đời mình. Và cái hay là ông hướng cái câu chuyện đó, tình cha của ông ở trần gian, thành tình cha trên thượng giới. Ông sống thánh thiện, đạo đức, chết ở ngay biên giới của nước Tây Tạng. Tôi đi dài dòng như vậy để quý ông bà thấy bây giờ là 8 giờ 12 phút, tại vì sẽ có 10 phút để có vài câu hỏi đó. Tôi sẽ trở lại cái kết luận bằng cái lời nhắn của Đức Thánh Cha, không phải của tôi. Đức Thánh Cha nhắn ngày nào? Ngày 27 tháng 2 vừa rồi. Ăn chay, Đức Thánh Cha viết hay lắm. Ăn chay nghĩa là biết cách từ bỏ những phù hoa chóng qua ở đời này và những gì không cần thiết để có được cái chính yếu. Nghĩa là tìm kiếm vẻ đẹp của một cuộc sống đơn giản hơn, mật thiết hơn. Vẫn còn khó hiểu, Đức Thánh Cha đánh dấu một. Chúng ta là bụi tro trong cái vũ trụ bao la này, nhưng chúng ta là thứ bụi tro được Cha trên trời thổi hơi yêu thương vào đó. Ghê không? Thổi cái hơi yêu thương vào đó. Điểm thứ hai, chúng ta là bụi tro mà chúng ta nhớ lại cái ngày thứ tư chúng ta nhận tro trên trán, thì chúng ta biết rằng chúng ta là con cái thật của Thiên Chúa. Chúng ta không thể dành cuộc đời mình để theo đuổi những thứ bụi tro tào lao chóng qua. Thứ ba, mùa chay là thời giờ của ân sủng, thời giờ để nhận ra rằng thứ bụi tro thấp hèn của chúng ta vẫn được Thiên Chúa yêu thương, yên Thiên Chúa quý trọng, và để cho Ngài đói nhìn chúng ta bằng tình của một người cha nhìn đứa con âu yếm, để Ngài thay đổi cuộc sống của mình, cho chúng ta nếm được hạnh phúc là chúng ta là con của Ngài. Rất đẹp thưa quý vị. Cũng chưa hết, nhưng mà rõ ràng chúng ta sẽ giúp nhau làm thế nào để mùa chay năm nay 2024 chúng ta mừng lễ phục sinh với một bầu khí khác, hãy vui hơn. Dù sao đi nữa, mình vẫn là con. Tôi ra đề chút để có câu đố cho quý vị vui thôi. Nói về em bé. Còn bé thì thích ăn gì? Để tôi kể cho nghe, có một cái hoạt hình là nó chụp hình một đứa bé mang tả đang bò, bò ngay một con chó con Labrador mà nó dễ thương lắm. Hai đứa cũng cỡ cỡ nhau. Thằng nhỏ nhìn con chó nhìn thằng nhỏ. Ở dưới người ta ghi chú lời con chó nói: xin bò cứ tiếp tục bò bốn chân. Nếu bò đứng lên, bò hết bò đó, bò đứng lên hai chân, tụi nó bắt bò đi học. Bò thấy không? Tớ bò bốn chân, không có đứa nào bắt tớ đi học. Nghe vui quá hả? Rồi một đứa bé khá mập lại đọc, quỳ bên cạnh giường đọc kinh. Có con chó cũng mập nữa, cũng đang đọc kinh. Tôi dùng chữ mập có thể nó đụng chạm nhiều người lắm, nhưng mà cái con chó nó xin như vậy nè, người ta gán cho nó thôi. Lạy Chúa, nếu Chúa không cho con và ông bạn con đây ốm bớt thì xin cho mọi đứa khác mập lên. Đơn sơ quá, dễ xin. Thành ra hồi bé thì thích ăn học, lớn lên thì ăn chơi, lúc quen bạn gái ăn hỏi, quen lâu rồi ăn cưới, về già thì ăn cháo. Không phải, nãy cả cộng đoàn mình ăn cháo là già. Xa hơn nữa, khi bước qua cuộc đời bên kia thì ăn gì? Ăn xôi nghe thổi kèn. Tức là ngắm thôi, đâu có ăn được. Người ta bảo là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Con gà luộc đó, nó không có mặc áo đâu, để nó ngắm thôi. Hồi nhỏ ăn vóc học hay,
không được cha mẹ chiều thì ăn vạ, lớn lên ăn diện, rồi tập ăn nói. Ăn nói xong, hễ ăn nói bậy bạ thì ăn bạc tai. Có vợ rồi thì ăn đời ở kiếp, ghê chưa? Làm ăn được thì ăn nên làm ra, ăn sung mặc sướng. Rồi có tiền rồi thì giàu thì đổi gì? Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vỡ nợ đổi gì? Đổi sim card. Hết đứa nào đòi. À, thực tế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi hy vọng cái chữ chủ đề ý thức, mình phải ý thức hạnh phúc được làm con. Tôi cố gắng gói gọn, diễn đạt, có thể không bao giờ hoàn hảo được, xin tha cho tôi. Nhưng bây giờ đã đến lúc và có cái mấy cái microphone đó sẽ được truyền xuống, để mà ai có đặt câu hỏi xin hỏi dễ dễ thôi, đừng có hỏi khó quá. Đây có một cái xin nhờ thầy đưa dùng cho có anh chị nào hỏi. Tại hiện giờ là 8:18, mình sẽ ngưng lúc 8:30. Xin anh vô thẳng vấn đề nha, khỏi cần thưa gửi nha, vô thẳng vấn đề. Dạ, con xin đặt câu hỏi về vấn đề tình thương của Thiên Chúa. Khi cha nhấn mạnh về nhận thức con được người cha yêu thương, nhận là con. Trên thực tế thì riêng con thấy rằng nhận thức, nhận biết được tình thương của Thiên Chúa đối với con vô điều kiện, unconditional love, is very 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 challenge, very difficult. Bởi vì trong cuộc sống con phải đối diện với xã hội luôn luôn thương con với điều kiện. Và đây là một thử thách rất là lớn. Và con cũng nhận thấy rằng đa số trong xã hội, nhiều người kể luôn cả con, vướng vào rất là nhiều các cái tật, ví dụ như vấn đề ham danh chẳng hạn, cào cấu để được người khác kính trọng mình, mà không có khiêm nhường nhận cho đủ rằng nếu Thiên Chúa mình yêu thương mình hết lòng vô điều kiện thế là đủ. Nhưng một lần nữa con thấy đó là một sự thử thách, chúng con cần lời khuyên hoặc chỉ dẫn của cha. Cảm ơn bác. Đó đâu phải câu hỏi mà cái lời ủng hộ để khuyến khích tôi đó. Rõ ràng không có thắc mắc gì hết mà bác cũng nhận ra là Chúa thương yêu mình vô điều kiện, vô bến bờ, thật hạnh phúc. Cảm ơn nha, cảm ơn đã chia sẻ những nỗi niềm đó để mình khích lệ nhau. Mình không có gì thắc mắc, chỉ có vấn đề là làm sao để mình ý thức. Hồi nãy tôi có nhắc, có những dịp giáo hội cho mình dừng lại để mình nhắc nhau đó, có vậy thôi. Nếu không, mình vô ý thức, mình đi hoài, rồi mình quên mất cái hạnh phúc mình được làm con. Lần nữa xin cảm ơn chân thành. Xin quý vị nếu có câu hỏi, xin giơ tay ngồi tại chỗ, chúng tôi sẽ có người đưa microphone đến. Và xin quý vị đặt thẳng câu hỏi, thay vì mình nói chuyện thêm ngoài đề đó, thì chúng ta nên đặt câu hỏi gì đến để với cha giảng phòng để ngài có thể trả lời. Cảm ơn. Thầy giáo dạy giỏi quá, không ai thắc mắc hết đó. Thưa thầy cha, cháu tên là Henry Hoàng. Xin kính chào mọi người. Tiếng Việt không có lưu loát lắm và cố gắng hỏi trong tiếng Việt. Cháu là đạo Phật mà bây giờ hiện tại là trong mùa cho này là cháu đang thỉnh tâm để thành Công giáo, mà
cái đó là bước đầu tiên thôi. Bước tới là cháu discerning or muốn cho rõ là Chúa kêu gọi mình đi tu làm cha. Mà vấn đề đó, vô đề tài á, mà cha nói bữa nay á, về tình thương của một người cha đó, thì cháu cũng trong lòng á, thì mình biết là cái này là cái hướng của mình. Mà có thể khó nhất á, là bây giờ mình sẽ không biết nói với cha mình là sao. Cha mình có hiểu không? Tại vì cha mình rất là sâu trong cái sự tu và sự đạo Phật. Mà cháu cũng từ nhỏ đi đi tham dự với Đức Lạt Lạt Ma này nọ, thì cái hướng về cái kêu gọi của Chúa thì để đi tu bên Công giáo thì nó mình feel là nó đúng cho mình, mà mình không có biết làm sao rồi mình sẽ nói nói với bà mình. Thì cái tình thương cái đó mình làm sao mình giải thích, hay là mình sẽ trao đổi để cho bố mình hiểu là ủng hộ mình được, mà sẽ thấy là mình sẽ làm người con trai mà cha tốt cho xã hội. Thì cho cái thời nào cho nói về giúp đỡ hay là cầu cho cháu được. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt cảm ơn anh. Mặc dù tôi không nghe rõ hết nhưng tôi cũng đoán được. Tôi trả lời, tôn giáo nó bắt nguồn từ những chữ sau đây: tiên giác, giác hậu giác. Chữ giác đây vừa là danh từ vừa là động từ. Giác là biết, là hiểu thấu. Cho nên bên Hán Việt có chữ giác ngộ, bên nhà Phật cũng có chữ giác ngộ. Tiên giác, chữ tiên đây là người đi trước biết, thì giác hậu giác giúp người đi sau cũng biết. Từ đó tôi tin rằng Thiên Chúa không có hiện ra trực tiếp với ai trong chúng ta, kể cả Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành, để gọi Ngài, nhưng qua một người nào biết Chúa trước để làm cho mỗi người chúng ta biết Chúa. Từ đó tôi cũng tin rằng tôn giáo không đến bằng lý trí. Đừng dùng lý trí để suy nghĩ, để đến với bất kỳ tôn giáo nào. Hãy đến như tình yêu vậy, bằng trái tim. Bên tiếng Anh họ nói rất rõ, tôn giáo không có được mình lắm được, không phải by being taught. Động từ teach, taught là giải. But by being taught, caught. Tôn giáo đến với mình không phải mình được giải lý thuyết, mà mình nắm được một cái tình yêu, một cái đánh động, một cái cụ thể, có khi nơi một người, có khi nơi một lời nói trong Kinh Thánh, có khi nơi một đau khổ trong cuộc đời mình, một vất vả lầm than, một cơn bệnh chẳng hạn, một thất bại trong cuộc đời, một cái hiểu lầm của người khác oan cho mình. Có khi Thiên Chúa lại dùng để nói lên tình yêu của Chúa nó khác. Hy vọng qua những gian truân của cuộc đời, càng nhiều gian truân càng nếm được thế nào là hai chữ hạnh phúc thật. Nếu chưa gian truân không biết đâu. Bởi vì tiếng Anh cũng có easy come, easy go. Bên tiếng Việt mình nói của tàu lại đổ âm ti. Cái gì dễ có thì dễ mất. Cuộc đời nếu của anh càng gian khổ, tôi tin rằng giá trị con người anh càng cao, nếu anh không bỏ cuộc. Rồi đến với tôn giáo, đừng có buồn để nói tôi đến với tôn giáo qua người khác. Nó đúng là con đường đi đó. Tiên giác, giác hậu giác. Tôi đâu hề gặp được một đấng thiêng liêng nào hiện ra để gọi tôi. Tôi chỉ gặp những ông thầy dòng La Sang mà tôi yêu mến, tôi đi theo. Hồi nhỏ tôi rửa tội, tôi chưa biết gì. Lớn lên tôi gặp bà Phước ở trường Thiên Phước, thương tôi.
tôi nếm được người này lạ hoắc mà thương tôi, không phải cha mẹ tôi. Ông thầy dòng thật là tốt lành, đi học đói ông để dành miếng bánh mì trong nhà ăn của các thầy, ông lén ông đem ra ông cho, làm sao quên. Những cử chỉ tình cảm đó nó nắm được tâm hồn mình. Chúa dùng những vị đó qua đời hết rồi nhưng mà những kỷ niệm đó không quên. Tôi tin rằng quý vị cũng vậy. Đừng nản lòng. Nếu Ngài là cha tôi, bốn chữ đó, bài học kết luận thứ ba hồi nãy, không được phép nản lòng, không được phép bỏ cuộc. Hãy tiếp tục tìm, sẽ thấy Chúa yêu thương mình. Cái điều hay là trước khi bay qua đây, khi phi cơ bên Tây Úc của tôi bay qua tới Sydney gần 5 tiếng, xuống phi trường Sydney tôi biết còn 3 tiếng rưỡi nữa phi cơ mới đi Los Angeles. Tôi đi xưng tội, chạy ra nhà thờ chánh tòa xưng tội. Không ngờ đó quý vị, việc đền tội, linh mục người Úc cho tôi rằng trong mùa chay này anh hãy tìm cho mình những cái tốt đẹp mà Thiên Chúa đã ban mà ráng ghi nhận. Từ nhỏ đến giờ, cái gì Chúa ban anh cho là tốt đẹp, tôi yêu cầu anh ghi nhận lại. Lạ không? Vậy cuộc đời chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta ghi nhận lại tất cả những gì tốt lành Chúa ban, nhiều khi mình có mà mình không thấy quý là vì mình không nhận ra. Ví dụ bây giờ quý vị còn đi đứng được tới đây, dù là ngồi xe lăn đi nữa, là quý vị vẫn còn sống. Còn sống là hạnh phúc rồi. Tối quý vị đi ngủ, chủ nhà chỗ tôi trọ đó vặn alarm. Tại sao vặn alarm? Biết đâu ngày mai mình chết. Chết thì alarm có cần nữa không? Mình vẫn vặn alarm là vì mình hy vọng mai chưa chết. Chứ nếu biết 2 giờ sáng chết, để alarm làm gì? Ví dụ như vậy để thấy, bởi vì hết giờ rồi, đúng 8:30. Cảm ơn hai vị, một vị đã khuyến khích tôi thêm, còn một em thì nói qua những gian truân của cuộc đời, những thao thức của em, xin một điều thôi, hãy đi tìm những điều tốt lành Chúa ban cho anh nha. Rồi cảm ơn hết mọi người, cảm ơn cha. Tôi sợ nhưng không đúng, nhất là tôi sợ những phong trào tôn sùng Đức Mẹ nhiều quá rồi trở thành tôn thờ Đức Mẹ. Nếu dùng chữ tôn thờ thì sai. Từ hôm thứ Năm đến giờ, tất cả những bài phát biểu của nhà dòng đều dùng chữ tôn sùng, tôn kính, không bao giờ nói tôn thờ. Mình không được phép thờ Đức Mẹ, mình chỉ thờ một Chúa mà thôi. Cho nên cái nỗi lo của tôi là người ta tôn sùng Đức Mẹ nhiều quá rồi, người ta quên Chúa Giê-xu. Không đúng, tất cả các thánh nhân đều nói, ai cứ đến với Đức Mẹ đi, Đức Mẹ sẽ dẫn về Chúa Giê-xu. Bây giờ tôi ý thức được điều đó thì đã 75 năm rồi, 75 tuổi, gần chết queo nó rồi. Thật sự đã một thời gian lâu tôi không muốn lần chuỗi, vì tôi nghĩ giống như cha Độ nói sáng nay, lần chuỗi là một cái phương tiện của những người nhà quê. Đừng quên ông Louis Pasteur, bác học nổi tiếng của Pháp, tìm ra thuốc chủng ngừa cho mình đó. Không ngày nào ổng không lần năm chuỗi, mỗi chuỗi 50. Ông là nhà bác học, còn mình là nhà chú học cũng chưa được nữa mà bày đặt chê. Cho nên cái lo lắng của tôi gọi là lo bò trắng răng. Có nhiều người nói con bò sao nó không đánh răng mà răng nó trắng quá cha, đó kiểu vậy đó. Rồi cái đó xong, hôm nay bắt đầu bằng câu chuyện có những lời mình truyền lệnh cho người khác lại là mình làm hại người ta. Quý vị có tin không? Mà Chúa thì không bao giờ truyền lệnh để mình làm cái gì hại cho mình. Chúa thì không. Tôi vào tù thì trong tù có những đại bàng, quý vị biết, những anh chị giang hồ bị bắt vào đó sau năm 75 vẫn tiếp tục làm đại bàng. Có những tay chân thủ hạ, sai cái gì nó làm cái đó. Mà tù mới vào sẽ bị ăn hiếp. Cái đó nói thật, đây là câu chuyện ở Chí Hòa, gọi là biệt thự số 1 đường Hòa Hưng. Nhà cao cửa rộng mát lắm. Họ thiệt mát thật. Ai được chuyển về Chí Hòa sẽ bớt bị ghẻ, là vì gió nó lạnh suốt ngày. Cái hệ thống gió mà người Nhật, người Pháp nó thiết kế làm sao đó mà không có mồ hôi. Và chính vì vậy ai bị cảm lạnh rất
khổ, lạnh kinh khủng. Thì đại bàng ngồi trong góc thấy có tù mới vào, mà tù mới có xách cái bịch ni lông, trong đó có con gà luộc với rau răm, thì đại bàng thèm gần chết. Bảo đầu gấu, mày tới đây. Dạ thưa đại ca, muốn gì? Tao truyền lệnh cho mày. Mày làm thì mày cũng có lợi, tao cũng có lợi. Mày thấy thằng mới vô không? Thằng ma mới. Dạ thưa đại ca, dĩ nhiên em thấy. Đại ca muốn em làm gì? Tao bảo mày tới ngồi gần kế bên nhó thôi. Hễ nó lấy con gà ra, nó làm cái gì là mày nhảy vô mày làm cái đó. Dạ thưa đại ca, nghĩa làm sao? Ví dụ nó bẻ cái cánh con gà thì mày bẻ cánh nó giùm tao. Thấy không? Nó vặt cái đùi con gà, mày bẻ giò nó giùm tao. Thấy không? Nó cắn cái ức con gà thì mày cắn cái ngực nó giùm tao. À, mày hiểu chưa? Mày không làm thì tao làm y như vậy với mày. Đầu gấu nói, em tuân lệnh đại ca. Tới ngồi, ngồi chút cái đi về. Đại ca làm không được. Hỏi sao vậy? Đại ca bảo, hễ nó làm cái gì em làm cái đó với nó. Thưa đại ca, nó cầm con gà lên, nó liếm cái phao câu. Bây giờ đại ca, em làm không được, em đứng cho đại ca làm. Đại ca nói dẹp mày đi, thấy không? Dạ, rồi. Đó là chuyện để đỡ buồn ngủ chút. Nhưng đối với Thiên Chúa, không bao giờ có một cái lệnh, tôi dùng chữ lệnh là hơi mạnh, một lời mời mà làm hại mình. Chút sẽ trở lại cái đó. Hôm qua tôi nói về bí tích giao hòa bên giáo hội Phương Đông. Tôi thấy một linh mục ngồi, linh mục nào cũng có râu, phải không? Râu dài tới đây, mặc áo đen, có đội mũ đen, có thánh giá đó. Luôn luôn họ mặc áo dòng đen, rất cổ kính. Mà có hai loại linh mục. Linh mục nào chấp nhận sống độc thân, hy vọng sẽ được chọn làm giám mục. Linh mục nào lỡ yêu, tức là liễu ơ đó. Ừ. Mà có vợ rồi thì cứ vậy mà đi. Bởi vì nếu ổng lên giám mục thì cái bà kia thành cái gì? Linh mục nam trở thành giám mục thì gọi là đức cha. Mà vợ của ổng thì gọi là gì? Đức mẹ hả? Em không chịu đâu. Cho nên một linh mục gọi là chính thống đó, Orthodox, ngồi. Tôi thấy ngồi rất dễ thương, lần chuỗi. Thì một người hối nhân đến thì ông đứng dậy. Ông nói cái gì thì hơi xa tôi không biết. Bắt tay. Bắt tay xong tôi ngạc nhiên là ngay trước đó ông quỳ xuống. Rồi người kia quỳ sau. Rồi hai người giải tội, xưng tội xong. Tôi đợi hết người, tôi tới. Ông tưởng tôi xưng tội, bắt tay. Tôi nói bằng tiếng Anh chậm chậm, tôi không có đi xưng tội, tôi là linh mục bên Công giáo, xin cha giải thích cho tôi nghi thức mà tôi chưa bao giờ biết. Ông nói vậy à, thì ngồi xuống ghế, bắt đầu ông nói, bất kỳ ai tới, tôi đứng dậy, tôi chào, chào buổi tối đó. Rồi tôi đưa tay, tôi kính cẩn, tôi bắt, và tôi nói, don't come to me, đừng đến với tôi. Giống như ông đuổi à, không, but through me, xuyên qua tôi, come to the Lord. Đi thẳng tới Chúa đó, đừng có đến dừng ở tôi. Bởi vì, because I am a sinner like you, tôi là một tội nhân giống y như anh hay chị, cho nên ổng nhận mình là tội, ổng quỳ trước. Người kia được khuyến khích để xưng tội. Đừng đến với tôi, hãy xuyên qua tôi, đến thẳng với Chúa Giê-xu. Chúa là đấng tha tội, không phải tôi. Hay thật, mà tôi tin rằng, có nhiều khi, mình cứ nghĩ phải xưng giờ thì Chúa mới tha. Tới giờ này, giáo lý vẫn dạy như vậy. Nhưng lần ngược lại trong Tin Mừng, cái người con bỏ nhà đi về, tính xưng tội, ông bố không cần nghe. Đúng không? Ông bố gạt ngang, không cần nghe. Chúng ta ước muốn xưng tội mà vẫn chưa có dịp xưng tội, tôi tin Chúa đã tha rồi. Vậy thôi. Và đây tôi muốn nói câu chuyện đó để nhắc tới lúc tôi ở Sydney. Tôi thích vào đại chủng viện Good Shepherd, là Chúa Chiên Lành ở Homebush. Ai biết Homebush là cái chỗ tổ chức Thế vận hội thế giới đó, lớn nhất nước Úc. Nhờ đó mà nhiều người ở các nước khác biết Úc nó nằm ở đâu. Riêng người Mỹ khinh tụi tôi dễ sợ lắm. Gọi là cái tụi Down Under, nó ở miệt dưới. Mỹ nào cũng nói mấy tụi Úc là down under, miệt dưới, tức là từ thắt lưng xuống. Dạ, tôi nói vậy bởi vì trước mặt tôi đây có ba cái chữ nè.
Cho nên tôi cũng hơi buồn đó, để chữ CMC là, thấy chưa? Là gì biết không? Có mặt trai. Nè, ba chữ to lắm phải không? Ừ. Cho nên tôi phải làm sao để cho nó trai hơn. Nói cho vui, nhưng rõ ràng tôi vào trong đại chủng viện để làm gì? Đi ngắm một bức tượng. Thường người ta ngắm bức tượng đẹp chứ. Cái bức tượng này tất cả các thầy ở chủng viện đều đặt là ugly statue, bức tượng xấu xí, mà xấu thiệt. Gương mặt người đàn ông Do Thái xấu hơn mặt tôi. Nói thiệt, tôi còn hãnh diện được chút là bởi vì đôi chân mày của ảnh nó xệ. Nó xệ có nghĩa là quê xệ. Anh ta đứng ở tư thế giống như sắp sửa ném cái baseball đó. Rồi tay này đưa mé sau, tay kia lấy trớn để ném, ném đá đó. Mà nhìn kỹ thì cục đá nó dính ở đầu ngón trỏ của anh. Bởi vì người nghệ nhân không thể làm cho cục đá đang rơi. Thế bây giờ tôi cho nó dính ở đầu ngón tay có nghĩa là ông thả rồi. Cục đá khá to, đủ để ném chết một người. Ông đứng ở tư thế như vậy để ném mà cục đá dính ở ngón tay, ông bỏ ra rồi. Bên dưới có nhiều hàng chữ bằng tiếng Latin, tiếng Anh, tiếng Pháp, vân vân, để ai là người vô tội ném trước đi. Và ở dưới có cái câu: các linh mục tương lai nếu thấy mình vô tội mới được phép kết án người khác. Ghê chưa? Do đó trong tòa giao hòa chỉ có hai điều mà anh chị và bất kỳ ai đến sẽ nhận được là gì? Bình an và tha thứ. Hay thật phải không? Nhưng nghe cái câu đọc đó, xin Chúa nói thương ban bình an và tha thứ cho bác. Vậy tôi tha tội cho bác, nhưng danh cha không phải tôi, nhân danh cha và con và thánh thật. Đó là câu chuyện liên can tới bí tích giao hòa của giáo hội phương Đông, dẫn tôi đi trở về bức tượng xấu xí. Cho nên mỗi lần ngồi trong tòa giao hòa hay tòa giải tội đi, tôi cứ nhớ có một điều phải làm là ban bình an và tha thứ. Không hiểu, không sao hết á. Nhưng hôm qua tôi có kể cho cái nhóm bạn của tôi, có một người Quảng Đông đi xưng tội và hỏi tôi có biết nị xích cỏn cỏn tống quả. Tôi biết nói cỏn tống quả. Tôi nói ngồi xích khén hữu hữu xỉu xỉu. Tôi biết nghe chút chút. Vậy bà nói, vậy tôi xưng tội bằng tiếng Quảng Đông lại Chúa tôi hiểu, tôi chết liền á. Tội mình chưa có học, nhưng mà rồi mình nghe lời một cha già ở chủng viện dạy, cứ tha, mình tha xong đàng hoàng hết. Bây giờ việc đền tội mình đâu có đủ chữ để nói. Thì tôi nói đọc ba kinh kính mừng, sảy sam sinh mù kinh. Đúng, đúng chữ. Mà lúc đó tôi quýnh lên tôi phát âm sảy. Không nói sảy là, có thể là sảy là nói, sảy là rửa cũng biết nữa mà. Mà tôi nói là sam sanh mù căng. Có nghĩa là đem về đây cho tôi ba cái khăn tay mới. Nó khác dấu một chút. Sáng hôm sau thấy bà đi lễ, bà cầm cái hộp, chờ bà mua ở bên cái chỗ cái gì Meyer đó, mấy cái hiệu sang đó, thơm phức ba cái khăn tay. Rồi tôi hỏi cái gì vậy? Cái này Lị kiếm chuyện à? Kiếm chuyện gì? Hôm qua xưng tội đó, Lị bảo ngộ phải đi mua cho Lị ba cái khăn tay mới. Hậu quả là gì? Tôi có khăn tay mới, mà từ đó bà không xưng tội với tôi nữa. Mỗi lần nó tốn quá đi. Rồi, bây giờ đề tài của mình hôm nay là bánh hằng sống, tức là cái biến cố Giê-xu nơi bàn tiệc ly. Hôm qua ai cũng biết rồi, Giê-xu là ai? Là một nhân vật tôi ôn lại hiện hữu trong lịch sử. Ngài không như cô tắm cô cám, chỉ do óc tưởng tượng con người bày đặt ra. Ngài cũng không có như thạch sanh lý thông ở ngoài xã hội, chỉ trong quan đường thôi. Ngài cũng không giống như sơn tinh thủy tinh là chuyện thần thoại. Ngài là người thật, con người đã hiện hữu, mà người thật đó vừa là người lại vừa là Thiên Chúa. Cho nên chúng ta đi đâu cũng phải nói cái điều đó. Đó là lời rao giảng chính, là niềm tin chính của mình, là phải nói cái kerygma, tiếng Hy Lạp có nghĩa là cái cốt yếu của lời rao giảng là Chúa Giê-xu. Vậy đây là câu chuyện một ma sơ người Việt cũng trẻ trẻ thôi ở bên Perth, rất thích nói về Chúa Giê-xu với bất kỳ ai. Tôi phục bả lắm,
trẻ lắm, hăng lắm mà, tại bà sinh lớn lên bên Úc, nói tiếng Anh giỏi. Nhà xứ xây thì có nhiều người thợ, có cả người Úc lẫn người Việt. Thì là trưa là bà nổi hứng lên, bà cầm cái hộp lunch box để ăn cơm trưa đó. Bà qua bà nói chuyện với mấy anh chàng thợ hồ người Úc. Bà qua cái bà, vì bà mặc đồ thường mà, bà gặp một anh ngồi đó, "Do you know who Jesus is?" Bạn có biết Giê-xu là ai không? Thằng kia nó không biết. Bà buồn quá. Bà, "Ông, anh có biết Giê-xu là ai không?" Cũng không biết. Không biết hết. Mấy thằng đó, nó, tất cả nó nói, "Chúng tôi không biết." Bà lên lầu hỏi, cũng không ai biết hết á. Cái một thằng nó nói, ông thầu tới đây. Ông tới đây giúp đi. Ở trên lầu 3 có thằng nào tên Giê-xu không? Vợ nó đang đem cơm tới. Biết kiểu đó là mình chết đó thiệt à. Mà thiệt, nhiều người không hề biết. Đừng tưởng cái tên Giê-xu chỉ có một mình Chúa Giê-xu có. Nhiều lắm. Ai đi sang Mexico sẽ thấy trong xã hội rất nhiều người tên Jesus là Giê-xu. Thưa quý ông bà, Ngài đã làm người như mình. Một người có đầu, có tai, có mắt, có chân, có lục phủ ngũ tạng. Rồi, Ngài đã từng hít thở cái bầu khí này nè, mà mình hôm nay đang hít. Ngài đã từng bước chân trên những nẻo đường của mặt đất mà hôm nay mình cũng đi. Ngài đã từng chia sẻ những đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, nhất là cái chết. Tức là một con người có thật. Giê-xu, một Thiên Chúa làm người, hay là một con người lại là Thiên Chúa, đang ẩn đi. Ngài không có mặt, Ngài ở trong bí tích thánh thể, nhưng đó lại là điều có lợi cho mình. Rất là khó hiểu, một chút có câu chuyện. Ngài đã từng lam lũ để nuôi thân, nuôi mẹ lúc dưỡng phụ qua đời, lúc nào không ai biết. Ông Giuse chết lúc nào không ai biết. Ngài đã vất vả 3 năm để rao giảng tin mừng ở đầu đường xó chợ, lang thang, lang bạc kỳ hồ, không có nơi để gối đầu. Thậm chí những năm cuối cùng không ai dám chữa. Là vì chữa thì sẽ có chuyện với nhà cầm quyền Do Thái, lúc đó là những người lãnh đạo tinh thần mà họ có lính. Rồi Ngài bị bắt, bị giết, bị xử án một cách oan uổng, hoàn toàn không có tội, nhưng vẫn bị giết. Rồi Ngài chết, và chết thật, không phải chết giả. Rồi được đem chôn, ướp xác để đi chôn. Rồi mà Ngài lại sống lại. Đó là niềm tin. Đừng quên, Chúa chết, phục sinh đi với nhau. Và Ngài đã về trời, ẩn mặt, chỉ để lại cái dấu vết là mình thánh, máu thánh mà chúng ta cử hành. Đó là đỉnh cao nhất của phụng vụ, tức là bí tích thánh thể. Thật ra Chúa ẩn mặt có lợi cho mình. Tại sao? Bởi vì nếu Chúa có mặt, mấy tông đồ vẫn mê cái mộng làm quan. Nhớ không? Cái buổi sáng, buổi trưa, Chúa lên cái đỉnh đồi để say bye bye đó. Vậy mà có ông còn hỏi, thầy, bây giờ tới lúc để lập quốc chưa? Thấy chưa? Ngay cái lúc đó, tôi nghĩ chắc Chúa cũng hơi thất vọng. Mặc dù mình nói vậy là sai, Chúa đâu có thất vọng. Chúa nhìn xa hơn mình nhiều và Chúa nhân ái. Nhưng mà buồn thật, 3 năm để huấn luyện mà lúc đó còn hỏi khi nào thì phục quốc, lập lại vương quốc, để một ông làm thủ tướng, một ông làm bộ trưởng, vân vân. Ôi trời ơi, mê man cái mộng làm quan. Chúa ẩn mình đi, tôi thấy tuyệt vời. Giê-xu đấng mang lại niềm vui ha. Và cái câu sau đây, Kyrios Jesus Christos, có nghĩa là, tiếng Hy Lạp nghĩa là Giê-xu Kitô là Chúa. Đó là lời tuyên xưng. Giê-xu Kitô là Chúa. Không biết quý anh chị tới đây dự thánh lễ trong mấy ngày có nhìn thấy các cha trong dòng mỗi lần trong bất kỳ câu kinh nào nhắc tới thánh danh Giê-xu thì các cha các thầy làm gì? Để ý đi, mình sẽ thấy. Vì đó là nhân vật tâm điểm của tất cả phụng vụ hay là bất kỳ sinh hoạt tôn giáo nào của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em,
tôi kết luận cái bài hôm qua để đi tới bài hôm nay. Tôi có một bài kết luận cũng vui vui. Tôi lấy từ cha Du Xe Nguyễn Thế Thuấn dòng chữ Cứu Thế. Cha viết rất là tình tứ. Cha nói, tôi cảm thấy cần phải yêu thương nhân vật Giê-xu hơn. Hai chấm, yêu cách nào? Yêu một cách tha thiết, như một tình nhân gặp được một người tình lý tưởng. Làm sao mình tưởng tượng ra? Mình có thể tưởng tượng qua cuộc tình của mình lúc mới gặp lần đầu. Bao lâu tâm hồn một linh mục, một tu sĩ, một tín hữu mà không có lòng yêu mến khắc khoải, thúc bách, hâm hở đối với nhân vật Giê-xu như một tình nhân, lúc nào cũng nghĩ ngợi, cũng tìm cách gặp được người yêu của mình, thì linh mục đó, tu sĩ đó vẫn là đầy tớ trong tôn giáo. Có nghĩa là còn phân biệt cái lợi của mình, cái lợi của ông chủ. Giê-xu không muốn qua dụ ngôn người cha nhân hậu hay đứa con đi hoang đàng. Giê-xu không bao giờ muốn mình làm đầy tớ. Cho dù người đầy tớ có tận tâm đến mấy đi nữa, giống như người con cả trong câu chuyện, nhưng như vậy vẫn là đầy tớ, chứ đâu phải là con. Nên yêu Ngài, cảm nghiệm được tình yêu của Ngài và trở nên một với Ngài. Không còn phân biệt nữa, cái gì của tôi, cái gì của Chúa. Hay lắm nha, đó là những cảm nghiệm vào ngày 23 tháng 3 1958. Cha Nguyễn Thế Thuấn viết cái đó ở Đà Lạt. Quý ông bà biết, tôi cảm phục cha bị giết ở Di Rinh. Trước ngày đứt phim mấy hôm, người ta lấy cuốc bổ vào đầu ngài. Chết khi đi ngài đi giúp tĩnh tâm ở một nhà thờ ở Di Linh. Xác được vùi ở đó, sau này nhà dòng cải đem về Đà Lạt. Nhưng cha Nguyễn Thế Thuấn viết rất rõ, bao lâu chúng ta chưa cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa làm người, tức là Chúa Giê-xu, nhân vật Giê-xu yêu thương mình, thì đời sống thiêng liêng của mình chưa bắt đầu. Mặc dù mình nhận hạt giống đức tin rồi, nhận lúc nào? Lúc chịu phép, rửa tội. Nhưng hạt giống nằm đó. Đến khi nào mình tin Chúa Giê-xu thương tôi nè, thương anh, thương chị, thương bà, thương vô điều kiện, thương vô bờ bến, thì lúc đó mới bắt đầu. Mà cái đó là cái cảm nghiệm của trái tim, chứ không phải của lý trí. Tôn giáo không đến bằng lý trí, mà đến bằng con đường trái tim. Y như tình yêu vậy. Có ai yêu mà ngồi lý luận không? Dạ thưa cha, con tìm được một con nhỏ chân mài lá liễu. Cái bầu ở đây giống cái parabol trong hình học. Thấy không? Cái môi hình cánh cung. Trời ơi, con mắt thì mắt bồ câu, nhưng có một mí nó hơi lé chút. Rồi như vậy chấm dứt, không yêu. Có không? Có lý luận kiểu đó không? Tôi thấy yêu là mê mệt luôn á. Tôi hay kể cái chuyện này nè, cái chuyện để quý vị đỡ căng thẳng đó. Tình yêu là do mình tự do cảm nghiệm với trái tim của mình, rồi mình quyết định. Có một ông đi ngoài đường á, bên Việt Nam mình á, rồi ông sắp sửa băng qua đường thì có nghe cái tiếng trong lỗ tai, stop, lùi. Ông lùi lại cái, có một chiếc xe nó chạy sát lề. Ông mà để chân xuống, nó ủi một cái té, bể đầu. Mừng quá, cảm ơn ân nhân, ngó không thấy ai hết á. Cái lề đường trống không à. Ân nhân là ai vậy? Cái có tiếng nói trong lỗ tai, ta là thiên thần hộ thủ, Chúa cho ta đi bên cạnh ngươi để giúp ngươi thoát những tai nạn. Cảm ơn thiên thần, nhớ giúp nha. Rồi ông đi, 2-3 ngày sau, ông đi dưới phố, ông nghe stop, dừng. Lùi, ông vừa lùi, con thằng nào nó tưới cây, cái chậu kiện rớt sát cái lỗ mũi ông. Ông mà không lùi là tàu hũ văng ra. Ông nhớ rồi, à, cảm ơn thiên thần phải không? Trong lỗ tai nói đúng. Cái ông ơi nói, thiên thần có rảnh không? Hỏi làm gì? Cho tôi hỏi chút. Thiên thần bảo, thôi đi vô góc đường, đừng có đứng ở đó xe ủi. Vô sát cái trụ đèn, thiên thần rảnh phải không? Rồi, tại sao cứu tôi? Ờ thì Chúa bảo ta đi giúp ngươi thoát những tai nạn. Tiếng Anh là accident. Tai nạn là cái bất ngờ xảy ra. Vậy sao hồi tôi ký giấy hôn thú sao không cứu? À. Đây, hãy nghe thiên thần trả lời. Đừng có vội cười. Thiên thần nói, Chúa bảo ta giúp ngươi
ở những tai nạn, accident. Về tra từ điển, chữ accident đi là những gì xảy ra bất ngờ trong chớp nhoáng. Còn chuyện hôn nhân là ngươi đi tìm nha. Ngươi đi tìm xong rồi, ngươi tìm ra rồi, ngươi theo dõi nha. Theo dõi xong ngươi hỏi về lý lịch nha. Rồi mi mê mệt nha. Rồi mi đam mê nha. Rồi mi thấy cần nha. Rồi mi dụ dỗ nữa. Ông nội ai cứu được? Vậy là què phải không? Cho nên hãy lặp lại cái câu cha Thuấn để kết thúc bài hôm qua. Bao lâu chúng ta cảm thấy nhân vật Giê-xu yêu thương chúng ta cách cá biệt từng người? Mà điều đó muốn có thì Thánh Bartolomeo khuyên cái gì? Hãy xin. Xin cho con nếm được tình yêu Chúa. Cuộc đời mình thấy vẫn gian khổ nếu mình chưa nếm được tình yêu của người vợ hay người chồng mình. Bao giờ mình tin rằng, nàng thương tôi, chàng thương tôi, quý trọng tôi, mình hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng mà nó đến bằng cái lý trí hay trái tim? Trái tim. Chính vì vậy mà các bà đến với tôn giáo hình như dễ dàng hơn các ông. Các bà sống và yêu bằng trái tim, bằng tình cảm. Các ông sống và yêu bằng lý trí. Nó hơi khổ vậy đó. Giống như các bà sống và yêu bằng lỗ tai. Mấy nó nói ngọt là nghe, mà mấy thằng nói ngọt lại là lady killer, tập dịch là sở khanh. Mấy ông sống và yêu bằng mắt, trời cho mấy ông đó là good hunters, thợ săn tốt lắm. Mấy ông tin mắt lắm, nhưng mà hãy có chuyện cái giả mù. Vợ hỏi sao anh không thấy cỏ sau nhà nó cao tới ngực em nè. Không thấy gì hết trơn á. Vượt đèn đỏ mà cảnh sát chặn lại, officer, I didn't see anything. Ai mà tin, còn mấy bà thính tai lắm, nhưng hay giả điếc phải không? Hai trường hợp giả điếc là gì? Lúc người ta chia việc đó, ví dụ trong bếp người ta nói chị lau sàn, không thấy lau. Sao chị không lau? Em có nghe ai nói gì đâu. Giả điếc, nhất là lúc mặc áo đẹp có người khen. Trời ơi, áo dài mai ở đâu đẹp vậy? Chị nói gì vậy? Trời ơi, để người ta lặp lại lần nữa. Dạ thưa, bài 2 mà mình cũng đã mất hết bao nhiêu phút để chấm dứt bài 1. Hết 30 phút, không sao. Bài 2 vui hơn. Trước khi bắt đầu bài 2, có ôn luyện bài cũ. Đạo là gì? Tôn giáo là gì? Ai nói trúng có thưởng. Thưởng có nghĩa là ai nói trúng dù nam hay nữ, ký lô bao nhiêu không biết, tôi mời lên đây để thầy phó tế cổng điền vòng. Mấy người nghe sợ quá không dám nói nữa. Rồi thầy cũng không dám cổng tại vì cô ngồi kế bên. Rồi nghe nghe đây. Đạo hay tôn giáo lấy từ gốc tiếng Latin là religare. Nó mới sinh ra chữ religion hay religion. Cái chữ re tiếp đầu ngữ là làm đi làm lại. Tiếng Anh có return, repeat. Ligare là động từ nhóm 1 của tiếng Latin. Có nghĩa là cột lại, liên hệ lại, bó chặt lại. Như vậy, tôn giáo là một sự liên hệ, một sự cột chặt giữa hai vật. Mà tôn giáo tin rằng vật trên là creator, tạo hóa hay thượng đế. Vật dưới là một thụ tạo được dựng nên, a creature. Cả hai có mối liên hệ đó thì mới gọi là tôn giáo. Như đời sống hôn nhân là mối liên hệ giữa một nam, một nữ. Không biết trong tương lai, bây giờ những cái di truyền, những cái biến chứng trong hormone có thể làm cho mình thấy có những người không có phái tính rõ rệt chẳng hạn, hay có khuynh hướng phái tính khác. Đừng kết án, đừng buồn, có ai muốn đâu. Đức Thánh Cha Francisco bảo hãy thương yêu. Giáo hội đang tìm cách giúp đỡ, mà vì giáo hội là một guồng máy khá to, chuyển động chậm. Như vậy thì mình nghĩ lại đi. Mình nghĩ lại cái tôn giáo là một mối liên hệ. Y như mình nhắc cái điện thoại lên thì mình biết mình đang nói chuyện với ai chứ. Phải có mối liên hệ.
Cho nên khi mình bắt đầu một lời cầu nguyện, một bản kinh mà mình không có liên hệ với ai thì mình đang làm chuyện gì? Chuyện thờ ngẫu tượng hay chuyện mất giờ? Y như mình nhắc điện thoại lên, cái mình ghét cái con đó lắm, mình làm chuyện khác. Ba bốn cái cho nó cúp à. Đố quý vị, ca dao tục ngữ Việt Nam nói giàu thì đổi. Hay quá, bên góc này giỏi đâu. Giàu đổi bạn, sang đổi, à, vỡ nợ đổi, đổi sim cạc. Trời đó, đó là bài học đó, lo đổi liền, tôi nó gọi, nó đòi nợ. Càng đi sâu vào biến cố của Giê-xu, nhất là trong biến cố bữa tiệc ly, bánh hằng sống, chúng ta càng thấy mối liên hệ giữa mình với Chúa là quan trọng. Cho nên tôi nói, định nghĩa, tôn giáo là mối liên hệ, hôn nhân là mối liên hệ, tình mẫu tử là mối liên hệ. Đời này không có cái gì nằm ngoài những liên hệ. Kể cả một cái nhân và một cái âm điện tử, nó cũng có cái lực hút liên hệ với nhau để nó xoay chuyển. Do đó, nếu thiếu mối liên hệ, cuộc đời chúng ta nhàm chán lắm. Bây giờ người ta còn tin rằng giữa người trồng cây và cái cây người đó trồng có mối liên hệ. Mấy kỹ sư người Nhật về nông nghiệp nó đã tin cái đó rồi. Một nhà bác học người Nhật chuyên môn chụp hình những cái crystal là những tinh thể nước đông lạnh đó. Quý vị thấy Giáng sinh chúng ta có thấy hình những cái bông hoa bằng tuyết đó. Cái crystal đó. Ông ta đã thí nghiệm và dùng máy điện tử để chụp hình những cái hoa đó trong cái nước mà ông ta đem thí nghiệm. Thì những cái hũ nước mà ông ta đặt vào trong phòng thí nghiệm với niềm thương yêu nó, nuông chiều nó, nhẹ nhàng với nó, thì nó ra những cánh hoa đều đặn, nhiều góc, đối xứng và tuyệt vời, mà không có cái nào giống cái nào. Còn những cái hũ nước ông ta để vào một cách bất cẩn, nó ra không cân xứng, không đều, không đẹp. Đó là vật chất ha. Ông bà mình nói nhiều câu tức cười lắm. Của bền nhờ người. Mình thương nó, không phải là nó cảm được đâu. Nhưng rõ ràng mình đặt tình thương, mình chăm sóc nó khác. Nó không có mối liên hệ, nhưng riêng từ thực vật, động vật đến nhân vật có cấp của nó. Nếu mình lên cao hơn nữa, đó là đến Thiên Chúa. Rõ ràng có mối liên hệ. Quý vị thương con chó nó biết liền à. Mấy ông Việt Nam mình ở bên Úc của tôi, mấy ông nhìn mấy con chó, nó sủa liền à. Mấy bà vợ nó tại mấy ảnh ăn nhiều thịt chó. Không, con chó nó nhìn thấy trong ánh mắt của ông, tại mấy ông nhìn vậy thấy ba dĩa nè. Cái đùi nè, cái dồi nữa nè, trời ơi. Là mấy con chó Úc nó cụp đuôi lại nó đi vậy nè. Thấy ghê luôn á. Đừng tưởng nó không có cảm giác đâu. Mình thương nó biết. Mấy em bé là rõ nhất đó. Hãy nhìn nó đi, rồi thương nó đi. Nó cảm ra liền. Rồi đặc biệt, cái thứ mà nó có giác quan thứ sáu mạnh nhất là gì? Phái nữ. Anh nào nhìn mà con mắt mê mê, mấy bà biết liền. Nó kinh khủng vậy đó, phải không đâu. Thưa, một tôn giáo không phải là những cái mớ giáo điều, không phải là những mớ lề luật, không phải là kinh kệ, không phải là nghi thức, không phải là hàng giáo phẩm, mà là mối liên hệ với một nhân vật. Mà đối với tôn giáo của mình, nhân vật đó là ai? Quý vị biết rồi. Là quả phúc bởi lòng của bà Maria, là Giê-xu. Giê-xu và dân tộc mới của Ngài thật đẹp. Đẹp ở chỗ được xây dựng trên con đường của trái tim. Hay lắm. Cái mũi tên chỉ vào người mẹ ẵm đứa con trên cái huy hiệu. Đó là con đường của tình yêu. Cho nên theo tôi, thánh thiện là gì? Mà đây là điều tôi buộc phải nói, bởi vì nhiều ông bà, anh chị em mình, kể cả giới trẻ, hiểu lầm. Đối với quý vị, thánh thiện là gì? Làm sao biết một người thánh thiện? Nhìn bề ngoài thấy đi lễ đều đều, phải không? Không chắc. Đọc kinh siêng năng lắm, phải không? Không chắc. Vô xe ngồi là bắt đầu lần chuỗi liền, rồi có hôm ủi vào đít xe trước. Có chừng. Đây là cái định nghĩa về thánh thiện. Mới nhất
của giáo lý Công giáo. Thánh thiện không phải là kết quả của một quá trình tập luyện. Mình vẫn nghĩ như vậy đó. Tôi tập nhân đức này, tôi từ bỏ cái kia, tôi hy sinh cái nọ, tôi tham gia phụng vụ, tôi nhận các bí tích, vân vân, rất tốt, nhưng chưa phải thánh thiện. Nghe tôi đọc lại, thánh thiện không phải là kết quả của một quá trình mình phấn đấu, mình tập luyện để từ bỏ, để mà có được một nhân đức hay chừa một tật xấu. Nhưng trên hết, thánh thiện là một trải nghiệm, là mình nếm được. Mình được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt và cá biệt. Cá biệt là từng người, không có yêu chung chung cả đám. Và nếu mình đón nhận tình yêu và mình đáp lại, đó là mình bắt đầu thánh thiện. Nó giống cái nãy phải không? Đời sống thiêng liêng bắt đầu lúc nào? Y chang, lúc mình nhận ra được mình được yêu thương. Như em bé, tại sao nó dựa vào cha vào mẹ? Vì nó tính năng là cha mẹ thương nó. Nó không có lý luận đâu, nó không cần biết lý luận gì, nhưng nó cảm nghiệm được. Bây giờ nếu chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa, hồi nãy tôi đọc đó, Giêsu Kitô là Chúa. Một chút nó có một cái phần khác tôi sẽ nói trong thơ của Phaolô gửi cho Roma. Nhưng đây là câu chuyện mà Tin Mừng nói, Chúa Giêsu trong Thánh Gioan nói, ai chấp nhận người con là được người cha ban cho tất cả. Chấp nhận có nghĩa là phải đâu phải bằng cái đầu, bằng trái tim. Đây là câu chuyện bán đấu giá, không phải tôi quay lại để tìm người nào đẹp đẹp bán đấu giá đâu, đừng lo. Câu chuyện nó nói ở bên châu Âu có một cái nước Trung Âu có một gia đình rất giàu, ông đó là ba tước. Quý vị biết bên triều đình của Âu Châu có 5 cấp bậc: công, hầu, bá, tử, nam. Nam tước, tử tước, bá tước, rồi hầu tước, vân vân đó. Cái bá tước là cái hàng ở giữa, cũng là đã giàu lắm rồi, sang trọng lắm rồi. Thì người vợ của ông bá tước nó mất sớm, để lại một đứa con trai khôi ngô, thông minh, hiếu thảo. Ông bố mất vợ lại càng yêu con hơn, thương con vô cùng, và bao nhiêu tình thương ông dồn cho đứa con. Đứa con lớn lên, nó nếm được tình yêu của bố, nó càng ngày càng trở nên tốt. Coi chừng mình có cái cách nói với những đứa cháu nó sai từ hồi ở bên Việt Nam. Nghe đây, con ngoan nhá thì bà mới yêu con. Nó sai. Có nghĩa là bao giờ nó ngoan thì bà mới yêu. Nó không ngoan, bà không yêu. Cái đó nó nhảy qua phạm vi tôn giáo. Khi nào mình có tội, đương nhiên mình nghĩ Chúa hết thương. Tại vì mình được dạy từ nhỏ. Đáng lẽ phải nói, con ngoan nhá, nếu con thương bà thì con ngoan hơn. Chứ không có nói con ngoan rồi bà mới thương con. Quý vị thấy khác nhau không? Nó ảnh hưởng lên đời sống của mình. Cho nên khi mình lỡ té ngã vì yếu đuối thì mình nói rồi, Chúa hết thương. Thằng quỷ nó xúi vô liền. Nó nói tội đặc biệt, Chúa ghét mày rồi, đừng trở lại vô ích, mắc cỡ lắm. Nó xúi cho đi xa thêm, xa thêm, xa thêm. Rõ ràng cái đó là cái gì nó sai, mình phải nói với nhau. Thì trong cái câu chuyện bán đấu giá này, ông bá tước thương con lắm. Rồi nó lớn lên, 20 mấy, 30 tuổi, chưa cưới vợ, nó ở với bố. Ông bố có một cái lâu đài, một cái trang trại, nhiều gia nhân, nhiều gia súc, nhất là ngựa, và một bộ sưu tập tranh, tất cả tranh quý ở châu Âu. Quý vị, nhiều khi mình không biết thưởng thức tranh, mình nói đó đeo là có gì đẹp đâu. Có những bức tới mấy chục triệu đô la. Do đó, khi rồi chiến tranh xảy ra, ông bố đã từng dạy thằng con phải yêu thương đất nước và đồng bào. Thì thằng con nó đến nó nói với bố là ông bá tước cho con đi tham gia kháng chiến. Làm sao ông cản được? Ông đã từng dạy nó yêu nước, thôi con đi. Hằng ngày ông cầu nguyện cho hồn tên mũi đạn tránh con mình. Còn lâu, hồn tên mũi đạn không tránh ai hết. Ai đã từng là quân nhân rồi biết. Thế là thằng con đi, thỉnh thoảng ban đêm nó cùng vài người anh kháng chiến quân đi về thăm bố. Rồi trước lúc rạng đông trốn đi. Nhiều lần như vậy, mỗi lần nó về, ông bá tước, cảm ơn Chúa, con của con còn được sống bình an. Một đêm, người quản gia nói, gõ cửa phòng, ông nói, có mấy kháng chiến quân đi về tìm bá tước. Ông mừng quá xuống,
thì mấy người đó dỡ cái khăn trùm ra, không có con ông. Có ba người thanh niên đứng đó, một người cầm một cái ống vải. Thưa ba tước, chúng tôi xin báo một tin rất buồn. Con trai của ngài đã tử trận rồi. Chết để bảo vệ cho chúng tôi chạy thoát. Kẻ thù bắn nát thân thể của anh mà chúng tôi sống sót được. Cho nên đây là người bạn, không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng biết vẽ. Vì cảm kích cái sự hy sinh của con của ba tước, anh đã vẽ lại bức tranh sau đây. Người kia mở ra, ông bố nhìn ra, trên một miếng vải trải giường, tấm ra trải giường nằm trong rừng mà. Rồi không có màu dầu hay màu acrylic, người ta lấy than trong bếp vẽ. Nhưng nét vẽ tuyệt vời. Ông ấy nhìn ra con trai ông với ánh mắt, với cái mũi, cái miệng. Ông mừng quá và ông đón nhận cái bức hình đó, ông áp vào người. Ông ấy đứt, ông khóc. Lúc ông tỉnh không còn nhìn thì mấy người kháng chiến quân đi hết rồi. Chưa đợi thức dậy, ông bảo người quản gia giữ cái hình này, ủi cho thẳng ra và sáng mai đem xuống phố làm một cái khuôn đẹp nhất trong các cái khuôn có mặt ở đây, trong các bức tranh. Tại bức ảnh đâu có lớn, chỉ có một bề ngang này 8 tấc, bề dài thước 2. Ngày hôm sau, bức tranh thành hình, đẹp lắm. Ông để ngay cái chỗ danh dự nhất trong phòng đại sảnh. Hằng ngày, ông ra đứng đó nói chuyện với con mình, là đứa con duy nhất yêu dấu đã chết. Rồi thời gian, ông bị bệnh, chết, có lẽ vì buồn. Đám tang xong, người ta hồi hộp là vì ông không có con cháu gì để nối dòng. Và theo di chúc thì có một luật sư, ba người được mời đến lâu đài trước khi ông chết để nói về di chúc. Ba người đó là ba người được ông chủ nhờ, ông bá tước nhờ bán đấu giá tất cả. Bán đấu giá, số tiền đó sẽ giúp vào quỹ từ thiện. Bán đấu giá tranh trước, rồi bán đấu giá lâu đài, bán đấu giá đất đai, gia súc, vân vân. Mấy người chơi tranh mà là những nhà giàu, nghe tin, trời ơi, hùng hùng kéo đến sáng chủ nhật hôm đó, lấy đầy cái lâu đài. Ai cũng ngắm tranh đẹp lắm, không ai ngó cái bức tranh mà vẽ bằng than trắng đen, mặc dù cái khung nó đẹp nhất, không ai thèm ngó, tại nó không có tên của họa sĩ, ai ngu gì mua. Rồi tất cả nhìn mơ, rồi nghe tiếng gõ chuông. Luật sư đoàn ba người ra nói, cuộc bán auction, đấu giá các bức tranh bắt đầu. Ai cũng mừng. Bức tranh thứ nhất bán đấu giá, xin hạ xuống, gia nhân hạ xuống bức tranh con ông Ba Tước. Đem ra để lên sân khấu. Ở dưới một người sành điệu nói, bức tranh này của danh họa nào? Ban luật sư nói, ông chủ tôi nói bức tranh này là vô danh, không có tên người vẽ. Vẽ trên chất liệu gì? Vải trải giường. Vẽ bằng chất liệu gì? Bằng than trong bếp. Thôi dẹp nó đi, ai mà bán cái tranh gì kỳ vậy? Dẹp, dẹp dẹp, ai cũng nhao nhao lên, không ai mua đâu, không ai mua, dẹp hết. Luật sư thấy ồn ào quá, mới mở thơ ra. Ông chủ tôi bảo, không bán được bức tranh này thì ngưng cuộc đấu giá, không ai bán cái gì nữa hết. Kỳ vậy, sao không bán mấy cái kia? Chừng nào có người mua thì mới bán mấy cái tranh khác. Mấy người sành điệu nhìn nhau, mong có thằng ngu nào nó mua mẹ nó cho rồi. Thấy không? Cứ nhìn nhìn nói anh mua đi, anh mua đi, anh mua đi chắc rẻ lắm. Ai mà ngu mà mua, mua nó nói lên cái dốt nát của mình. Mình không biết thưởng thức tranh, rồi mình phí tiền, không ai mua đó. Luật sư nói đếm 3 lần không ai mua thì dẹp buổi bán đấu giá. Quý vị thấy hồi hộp phải không? Lần thứ nhất, lần thứ hai, mới lần thứ hai, con tiếng nói tôi mua. Cả hội trường mấy người sành điệu, có thằng ngu rồi đỡ. Đi lên là ông quản gia. Ông quản gia của cái lâu đài đó. Ông chủ chết thì ông đi ra ngoài, ông ở rồi. Hôm nay có bán đấu giá, ông vô ông dự tôi để đỡ nhớ. Một thời từ niên thiếu tới lúc già này, ông đã phục vụ trong đó. Ông đã từng ẩm bế cái cậu bé đó. Ông nói cho tôi mua, đây là tranh của cậu ấm, con ông chủ tôi. Giá bao nhiêu? Luật sư nói 10 đồng EQ. Ông nói chết rồi, tôi đâu có đủ tiền mà trả. Cho tôi mua 1 triệu, rồi tôi về tôi trả tiền được không? Nếu cần thì tôi ký giấy. Luật sư đoàn nói được, ông cứ ký vào. Mấy người kia xoa tay, mình sẽ mua tranh khác. Ông khiêng bức tranh ra làm sao cái thì luật sư mở một cái bổng bì ra nói,
Người nào mua bức tranh của con ông chủ được tặng tất cả những bức tranh khác. Chết mẹ. Hết. Mấy người sành điệu nói giá mà mình biết. Rõ ràng ông chủ ghi chuyện tay nhau bức thư có đóng dấu truyện đàng hoàng. Ai mua bức tranh con tôi được tặng tất cả, không phải tranh, lâu đài, đất đai, gia súc, tặng hết. Và buổi bán đấu giá kết thúc, mời về, nào nấy đi. Cái đó tiếng Quảng Đông khi buồn đi sao? Thầu tấp tấp và ngạn sắp sắp, kinh tủ ngạn chỉ ông xích chấp. Hỏi ai đây có ai người Quảng Đông làm chứng không? Thầu tấp tấp là đầu cuối cuối, ngạn sắp sắp là mắt ướt ướt là vì muốn khóc rồi. Kim tủ ngành chỉ là thấy tiền rớt, xích chấp con không muốn lượm nữa. Không, mấy người Quảng Đông bây giờ đổi lại rồi. Thầu tấp tấp là ngạn sắp sắp, kim tủ ngành chỉ là xích chấp hủ vai. Có nghĩa là thấy tiền phải lượm ngay. Buồn thì buồn cho tiền rớt là lượm. Đó là câu chuyện của đời mình. Chúa Giê-xu nói ai chấp nhận người con thì được cha tôi cho tất cả. Mình là người biết à, biết cái gì chút à, mà chưa làm à. Mình đâu có thèm chọn ông con đó đâu. Mình chọn cái khác. Ông Satan thấy ông đẹp hơn. Đừng bao giờ nghĩ con quỷ nó xấu à. Trời ơi, mấy người vẽ mấy con quỷ gì, cái đầu thì ghê rồi, cái ở chuồng rồi, có cái đuôi nữa. Ở cuối cái đuôi có cái tam giác, nó là chú không có đâu. Quỷ là thiên thần. Mà thiên thần phải đẹp, phải thông minh. Đừng có vẽ tầm bậy là quỷ nhìn nó cười, nó tụi bay biết gì về tao. Mình dùng chữ quỷ cũng là mình hơi hỗn đó. Họ là các thiên thần. Các đấng ấy là các thiên thần. Chỉ không vâng lời Chúa thôi. Cho nên có câu chuyện sau đây. Nó mất lòng các bà lắm. Câu chuyện này nó cũng vui thôi không sao. Nhà thờ sáng Chủ nhật. Bên Việt Nam mình là thích vô đông hết để đọc kinh á. Đọc kinh thì tốt thiệt, nhưng đọc kinh thì có liên hệ với ai không? Nếu không liên hệ với ai mà cứ đọc thơ nhờ, rồi riết rồi đọc bảy nữa. Thương người có 14 mối, thương xác 7 mối. Thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khách khác uống, thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc, thứ bốn giếng kẻ lịa cùng kẻ thù giặc. Mẹ thù giặc làm sao đi viết hết. Bây giờ hỏi giới trẻ chữ tù rạc là cái gì nó có biết đâu. Mà nó nghe chữ thù vặt thì nó đọc. Mấy đứa nhỏ nữa học tiếng Việt đó, đọc kinh lại cha là tôi chới giới luôn đó. Xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, phải không? Xin Chúa để chúng con xa trước cám dỗ. Chớ mà nó đọc thành Chúa. Rồi 10 điều răn nó đọc còn nghe kinh tổm nữa. Điều răn thứ 5 Chúa giết người. Thứ 6 Chúa làm sự dâm dục. Mà mình đi sửa chết luôn á. Cái nó hỏi chớ với Chúa đâu có khác gì đâu. Thiệt bây giờ trong nhà còn ai dùng chữ chớ nữa không? Đúng không? Đâu có ai nói mày chớ có làm cái đó. Không, mày không có được làm nghe mày. Giờ mình dùng chớ thì nó đọc thành Chúa là phải rồi. Thưa quý vị nghĩ lại đi. Quỷ bay vô nhà thờ buổi sáng, đang đọc kinh. Mà như mình vẽ quỷ đó, nó bay vô là nghe mùi barbecue. Nó ở trong lửa mà, làm gì? Đó nè. Rồi nó ở chuồng nữa, nó bóng loáng à. Ở giữa có cái đuôi, ở cuối cái đuôi lại có cái tam giác để lái. Làm gì phải có cái đó để lái. Rồi, bay vô cầm cái chĩa ba. Bài xè xè xè. Con nít nó nói Satan chạy ra hết. Thanh niên cũng vậy. Ồ quỷ chạy. Mấy cô mấy bà chạy hết. Chạy hết còn một ông. Ông ấy can đảm giống như ông thầy sáu mình đây đó. Ông quỳ giữa nhà thờ. Quỷ tự ái nhá. Quỷ cầm cái chĩa ba bay quanh. Một vòng. Tưởng ông ngủ. Ông mở mắt ông nhìn. Bay hai vòng ba vòng. Quỷ tự ái đứng trước mặt. Giọng cái chĩa ba. Look at me. Cái ông kia trả lời, yes, I'm looking at you, sir. Em đang nhìn ngài mà. Biết ta là ai không? Dạ biết. Sao tụi nó chạy hết mày không chạy? Dạ thưa ngài, ngài không biết hả? Em cưới chị hai ngài, 40 năm rồi.
nó dữ hơn ngài nữa. Nói chơi thôi, mấy bà đâu có dữ tợn vậy, đúng không? Nhưng mà ít ít mình ôn lại chút cho để, bởi vì đúng một tiếng rồi mình có quyền giải trí 5-10 giây. Trên thế giới này, cái gì mà thuộc về nữ cũng to hơn, phải không? Coi con ếch đi, con ếch cái đâu, con ếch mái nó bự hơn con ếch đực. Con cóc cũng vậy. Mà mấy cái con mà đẹp là đực không à? Sư tử đực, ha? Sư tử cái, lòm còm, thấy tội nghiệp lắm rồi. Cho nên đàn ông đẹp hơn, đâu cần làm đẹp. Bằng chứng là phụ nữ không đẹp mới mỗi ngày làm đẹp. Rồi, riêng cái vụ làm đẹp tôi có câu đố: da mặt đàn ông với da mặt đàn bà, da nào dày hơn? Cái gì? Đàn ông dày hơn. Mấy bà nói đuổi hoài không đi phải không? Không, theo tôi da mặt đàn bà dày hơn là bởi vì râu đâm không ra được. Da đàn ông mỏng nó đâm ra hoài à. Rồi, câu chuyện thứ nhì về đời sống gia đình nữa. Nghe cho kỹ. Tôi đi bên Tây Úc, tôi mấy anh chị có qua đó thăm tôi biết, tôi đi bằng xe mô tô Yamaha. Mà cái đám thiếu nhi thánh thể nó đọc Yamaha. Tôi cũng buồn lắm, nhưng mà kệ nó. Đi đỡ tốn xăng, trời mưa tôi mới có chiếc xe hơi tôi đi thôi. Còn tôi đi xe hai bánh mới có 1.200 phân khối thôi. Khá nặng, khá to. Tôi tới nhà thờ làm lễ Ba Lan cho một ông cha Ba Lan, ông về ông thăm nước ông. Tôi thấy trong bãi đậu xe có 2 chiếc mô tô của Mỹ Harley Davidson, là thứ dữ rồi. Bên Úc mà xài thứ đó là gọi là dân bai kỳ. Vô nhà thờ thấy 2 ông, một ông có cái khoen đây, ông râu ria có khoen mũi. Mà đi lễ buổi sáng, tôi vái phục, tôi đi ngang tôi chào, cái hai lá nó ok. Rồi. Cuối lễ tôi hay kể chuyện vui. Xong tôi mặc áo cho nên tôi cởi ra hơi lâu. Lúc tôi ra bãi đậu xe, tại tôi đậu gần chiếc của 2 ông đó. Một ông cao có cái khoen, một ông thấp hơn, râu ria thì đeo lỗ tai bông tai. Xăm tùm lum hết. Cái 2 ông nói, your boy. Tụi Úc nó đọc bay thành boy. Cho nên good night thì mình nghe good night. Không hiểu được, mới hồi mới qua không hiểu. Cái roundabout, nó đọc cái roundabout. Có thiệt đó, khi nào lên thành phố mới bớt. Rồi, anh nói đây là xe của cha, cha nên đổi qua Harley Davidson đi nó bền hơn. Tôi nói không, tôi mà mua một chiếc của ông đó, thì tôi mua được 5 chiếc Yamaha. Nó mắc gấp 5 cái giá tiền. Cho nên thôi, tôi đi xe này. Cảm ơn cha, hồi nãy cha kể chuyện cười, tôi kể, thằng bạn tôi nó có chuyện cười, nó kể cho cha nè. Ông kể, tôi nói chậm chậm thôi, nói lẹ quá tôi không hiểu. Ông nói, thằng bạn tôi nó làm đi xe bai kỳ đó, xe mô tô mà nó tốt lắm, nó giúp người ta, nó không bán ma túy, không bán súng, không có đi làm cái gì phạm pháp, cho nên Chúa Giê-xu thương nó lắm. Cái anh kia cũng đứng gật đầu. Mình biết là chuyện bài đặt rồi, mà bài đặt ghê lắm. Rồi một đêm nó nằm mơ thấy Chúa Giê-xu hiện ra, đứng trước giường. My son, con trai ta ơi, con là good bai kỳ, cho con xin một điều, xin liền, ta cho liền. Cái mới hỏi, really, thật không? Ta là Chúa Giê-xu mà mới hỏi vậy hả? Xin đi. Rồi, được rồi. Xây một cái xa lộ từ Western Australia tới Honolulu. Chúa hỏi, Chúa vừa gãi đầu vừa hỏi chi vậy? Để mỗi lần holiday con chạy qua tới đó, khỏi mua vé máy bay. Chúa gãi đầu thêm. Chúa nói biển nó sâu lắm, đường xa lắm, thôi quên đi, xin cái khác đi. Con không biết xin cái gì. Cái nó hỏi ý kiến bạn nó, quay qua hỏi cái nó, dạ Chúa, con lấy vợ được 22 năm rồi mà con chưa hiểu bả, xin Chúa cho con hiểu bả thêm chút thôi, 5% thôi. Chúa gãi đầu bằng 2 tay. Chúa nói cái xa lộ hồi nãy mấy len tao làm dễ hơn. Rồi hết giờ giải trí. Tôi tiếp tục. Qua câu chuyện auction, tôi đã nói hãy chấp nhận Giê-xu thì sẽ được Chúa Cha ban cho mọi thứ. Nó rất là hay. Hãy nghe cái câu sau đây.
của Thánh Phaolô viết. Thánh Phaolô viết trong thơ gửi cho Roma chương 10 câu 9: nếu anh chị em tuyên xưng bằng miệng Giêsu là Chúa, tức là mình đọc đó, và nếu anh chị em tin điều đó trong lòng rằng Thiên Chúa đã cho Ngài chết cho chúng ta và Ngài đã sống lại, anh chị em sẽ được cứu chắc chắn. Nó ghê chưa? Chưa thấy nói làm cái gì hết đó. Chỉ cứ nói nếu anh chị em tuyên xưng nơi miệng Giêsu là Chúa, và nếu anh chị em tin trong lòng rằng Thiên Chúa đã cho Ngài chết vì chúng ta nhưng Ngài đã sống lại rồi, nhiều đó thôi, anh chị em được cứu. Ồ, cái lời rao giảng này gọi là kerygma, là lời rao giảng cốt yếu nhất của tôn giáo chúng ta. Nhiều khi chúng ta không để ý. Hãy chấp nhận, tuyên xưng Chúa Giêsu, rồi hãy tin trong lòng rằng Ngài yêu thương tôi, chết cho tôi. Hôm qua mình dùng chữ chuộc đó, chuộc lại. Và vì Ngài chết và tình thương của Chúa Cha và quyền năng Chúa Thánh Thần, Ngài sống lại, tức là chiến thắng cái chết. Đó là niềm tin của mình và là niềm vui của người Kitô hữu. Càng đi sâu vào trong biến cố Giêsu, chúng ta càng thấy rõ cái duy nhất trong đời sống mỗi người anh chị ở đây là tập trung và kết thúc ở nhân vật Giêsu. Cho nên tôi có nói có một thời tôi sợ mình đi lạc đó, ra mấy cái sự tôn thờ khác rồi mình bỏ bê Chúa Giêsu. Thưa không, riêng cái lòng tôn sùng Đức Mẹ là không có. Có người mẹ nào mà không muốn cho con mình được nổi tiếng, sẽ dẫn mọi người về con mình nhé. Giêsu chính là vị cứu tinh. Cho nên trả lại vấn đề, hãy nếm được tình yêu của ông Giêsu, quý vị sẽ thấy rõ ràng là chúng ta đi đúng đường. Vậy trong cái bữa tiệc ly có mấy người ngồi bàn? Tất cả mấy người? Vì quên rồi, 13 người. 12 tông đồ với Chúa Giêsu, 13. Chính vì vậy mà một thời gian khá dài, mãi tới hôm nay, người Tây Phương không thích số 13. Vì 13 người thì có một người bị chết, một người đi tự tử. Ông Giuđa tự tử. Mặc dù bây giờ ông ở đâu mình đâu có dám kết án, không biết. Đừng bao giờ nói chắc chắn Giuđa ở quả ngục, sai rồi. Lòng nhân từ của Chúa, treo cổ có chết liền không? Mấy 20 mấy giây đủ rồi, để hối hận rồi. Hối hận mà giờ làm sao leo xuống, không có dao sao cắt dây. Mà cái lúc hối hận đó, phải tin lòng nhân ái của Chúa đã tha rồi. Cái lý do ông tự sát là vì ông thấy ông phạm một tội tài trời, đã đem nộp sư phụ của mình để bị giết. Vì ông tin rằng nhiều lần Chúa đã thoát nạn, bây giờ nếu tụi nó súng lại bắt, Chúa sẽ ra tay làm một cái cử chỉ thoát nạn và giải thoát dân Do Thái. Không ngờ cái mưu đồ chính trị của ông Chúa không dùng. Cho nên trong cái bữa bàn tiệc đó có 13 người. Số 13 người ta không thích. Đi vô bệnh viện có giường 13 không? Không. Giường 11, 12, 12B, 14. Nó có thiệt. Bây giờ người ta còn mê tín đến vậy đó. 13. Thưa ha, có ai có số 13 thích không? Dạ. Dạ. À, có một người nói nếu ai muốn chết thì kiếm giường số 13 nằm. Nó chơi tôi, đừng có tin mấy chuyện đó. Mà cái câu chuyện mà tôi sắp kể đây nó có liên đới với nhau. Bởi vì đây là câu chuyện ở nhà thờ Chợ Quán. Cha Võ Văn Ánh là sư phụ tôi. Ở đó nhiều người Hoa, người Quảng Đông. Con ông là ông ba. Ông học đạo rất sốt sắng trước khi rửa tội. Bởi vì đêm vọng phục sinh sẽ rửa tội cho ông ba. Ông cũng nhà giàu lắm trong chợ lớn. Trước khi rửa tội đó, ông đi lễ, ông chưa được rước lễ, bởi vì ông đang học mà chưa rửa tội. Mà lễ xong, ông ở lại, ông cảm ơn Chúa rất lâu. Cha Ánh thấy rất cảm động. Rồi rửa tội xong là phục sinh. Chúa Nhật phục sinh, lễ chưa xong là ông ba đi về. Mà nguyên cái tuần gọi là bát Nhật phục sinh cũng vậy.
lễ chưa xong ông đi về. Cho nên sau tuần phục sinh cha ảnh nói nè ông ba tới đây. Ông tới hỏi kiếm chuyện hả? Tôi không có kiếm chuyện với ông, nhưng mà tại sao trước khi ông rửa tội đó thì ông ở lại ông cảm ơn Chúa, mà mới đây rửa tội xong là ông bỏ lễ ông đi về sớm vậy? Cái này lý kiếm chuyện rõ ràng. Lý tưởng ngộ không có biết tiếng Pháp hả? Tại vì cái lễ chưa xong cái nị nói Alleluia. Ngộ là người tế nhị, ngộ ly trước. Lý đuổi rõ ràng mà, Ale là đi, lui ra là tiếng Việt. Rồi, đây là câu chuyện của một cha già người Mỹ. Trong sứ đạo của ông, chuyện có thật á, trên báo giáo lý của Mỹ đăng nha. Bên tụi tôi thích dùng sách của Mỹ lắm. Ông thấy mà rước lễ xong cái người ta ra xe người ta về. Mà ông không biết làm sao ông nói. Ông lấy hình ảnh bữa tiệc ly. Bữa đó ông đứng ông nói, bữa tiệc ly, thầy trò ngồi vui không? Trẻ con đó nói vui. Đố tụi con ai là người đi ra cái bàn tiệc sớm nhất? Tụi nó nói Judah. Mà Judah là người thế nào? Traitor, kẻ phản bội. Cái ông nói cha cũng buồn lắm. Ở đây cũng có nhiều người lùi ra khỏi bàn tiệc sớm lắm đó con. Ông kể sau đó 2 tuần không có ai đi ra sớm nữa. Ông già hay thiệt nha. Tế nhị không có nói ai hết á. Chỉ nói mấy cái anh chàng trong 13 người mà đi ra sớm nhất là chỉ có ông Judah thôi. Mà Thánh Gioan kể rất rõ. Có chấm câu đàng hoàng. Lúc đó ha, chấm. Trả Chúa bảo anh có cần làm gì cứ làm. Chấm. Judah đứng dậy. Chấm. Đi ra. Chấm. Bên ngoài trời tối. Chấm. Đổi mấy cái chấm đó có ý nghĩa. Judah đứng dậy là hành động tự động, không ai bắt. Đi ra là lìa bỏ. Bên ngoài là khung cảnh ngoài, ngoài cái phòng ấm cúng đó có tình thầy trò trời tối, tức là giữa ánh sáng và bóng tối, Judah chọn cái bóng tối. Đó là hành động của tội. 3 yếu tố kết thành tội là tự do hoàn toàn, biết rất rõ, cố tình làm. Tự do hoàn toàn, đâu ai bắt Judah làm. Mình hơi hỗn hào cứ nhắc tới tên ổng. Tôi không nhắc thì người ta hiểu lầm người khác. Nhưng phải nhắc bởi vì ông đứng dậy, ông tự do mà. Ông biết rất rõ việc ông làm vì Chúa bảo có làm gì cứ làm đi. Ông biết rất rõ. Đi ra kêu lính để đi nộp ông thầy. Và ông chọn rõ ràng mà. Giữa ánh sáng và bóng tối, có tình thầy trò với sự cô đơn bên ngoài. Ông chọn cái cô đơn. Cho nên nếu thiếu 3 yếu tố đó, đừng có ai ngại để tưởng rằng mình có tội. Như hồi nãy tôi đến sớm, nghe một người hỏi cha Toàn bị ho, không có ai để chỉ cho cái người đó cái thuốc hôm qua tôi chỉ đó. Tôi mà hỏi câu đó tôi nói liền có cái thuốc sổ cực mạnh rồi. Thôi bà bỏ qua. Cái bà đó hỏi cha Toàn, con bị ho cho nên ngậm kẹo ho. Rồi tới giờ rước lễ, con rước lễ được không? Cha Toàn trả lời cũng hay lắm, được, nhưng mà Chúa sẽ ho theo. Làm gì có tội? Cái đó là thuốc. Hay là những người bị tiểu đường, cái đường nó xuống, thì ăn một ngậm một viên kẹo, đi rước lễ có tội không? Làm gì có tội? Chúa nào nhỏ nhen vậy? Đâu cần thắc mắc. Bên xứ tôi có mấy bậc lớn tuổi nói, thưa cha, tháng vừa rồi bỏ lễ 4 lần, lễ Chủ nhật. Tại sao? Không có đứa nào chở đi cả. Nha mà cãi dữ lắm. Tôi nói, bác không có tội. Gõ, cha nói gì kỳ vậy? Bỏ lễ mà không có tội. Tôi nói không có tội, bà nói có tội, không có tội, có tội. Y như cãi nhau vậy đó. Mình không có giá trị gì nữa đó. Mấy bậc đó thường là trên 90 không đó. Trong 3 điều. Thứ nhất, tự do. Thì họ có tự do. Thứ hai, biết rất rõ và cố tình làm. Đâu có ai cố tình bỏ lễ đâu. Vậy mà mình nói không có tội thì cãi. Rồi, con cũng đã đọc 50 kinh để bù. Tôi bảo ai nói.
Hồi xưa được học như vậy đó. Cũng tốt thôi nhưng đâu cần phải làm. Phải không? Rõ ràng rồi. Tôi trở lại chút. Khi mình đến bàn tiệc của Chúa Giê-xu thì cái chính không phải là mình rước Chúa vào để rồi Chúa ở với mình mà thôi. Nghe đây, trong buổi tiệc ly, Chúa Giê-xu cởi áo ngoài ra, thắt lưng, lấy chậu nước, khăn đi rửa chân cho các ông. Và mình dừng lại đó để mình nói Chúa khiêm tốn hạ mình xuống để đi phục vụ. Đúng nhưng chưa đúng trọng tâm. Bởi vì nghe ông Phê-rô, Chúa đến nơi ông Phê-rô, ông nào, không đời nào để thầy rửa chân con. Hoặc là một, hoặc là chân ông thối quá. Chắc chắn không phải. Bởi vì bên Do Thái thì nó không có đi giày bít, nó đi sandal, sandal nó không hôi. Nhưng mà ông nói không, đời nào con để cho thầy làm vậy. Đây là cái lý do Chúa đi rửa. Nếu anh không để tôi rửa chân cho anh không được dự bàn với tôi. Tức là không được sự relationship, cái mối liên hệ với tôi. Thấy rõ ràng chưa? Hãy để Chúa tẩy rửa mình, rồi mình mới liên hệ được với Chúa. Thành thử ra đến bàn tiệc của Chúa không phải để rước Chúa cho mình, mà cho bằng mình trở về với một niềm tin. Tôi với người đi rước lễ trước tôi, đi sau tôi đều là anh chị em cùng một cha. Mối liên hệ đó thành lập dân mới của Chúa. Mà mình ít có khi nhấn mạnh cái đó. Thấy không? Mình cứ nghĩ là mình đi rước cho mình cũng là hay rồi đó. Còn có những người rước Chúa xong rồi cũng không biết Chúa ở đâu nữa. Mà Chúa bảo hãy cầm lấy mà ăn. Tôi không chỉ trích ai, nhưng đã một thời tôi được dạy rước lễ vào không được để mình tánh Chúa đụng vào cái răng. Hồi nhỏ tôi phải phùng mang ra. Mà sợ nói đụng vào răng là có tội. Tôi thắc mắc, tôi nói mà sợ Chúa nói ăn mà, hãy cầm lấy mà ăn, nghe cái cốc hết thắc mắc. Tại hồi đó giáo hội dạy vậy. Thời năm 1950 mấy 60, Chúa bảo hãy cầm lấy mà ăn, đưa tay cầm. Anh chị em nào cảm thấy cần rước bằng miệng, tôi không phản đối. Nhưng mà ai đưa tay ra đâu có gì sai, vì Chúa bảo hãy cầm lấy mà ăn. Mà những người Trung Đông của Chúa Giê-xu đổ qua cho tới Ấn Độ, thức ăn là họ dùng tay họ ăn. Và mấy đứa nhỏ bên nước Úc ở trong cái nhà trước Pre-Kindy đó, cô giáo cho nó bóc và cô nói với tụi nó, tụi con phải bóc thức ăn, ăn bằng tay trước. Nó cảm nghiệm thức ăn bằng tay, nó bỏ vô miệng, nó sẽ thấy ngon hơn. Và muốn ăn như vậy thì bắt nó rửa tay cho thật sạch. Cho nên người Trung Đông của Chúa Giê-xu trước khi ăn rửa tay. Người Hồi giáo cũng vậy, người Ấn Độ cũng vậy, rửa tay. Cái gì sạch thì mình lấy tay bóc ăn, chắc ăn khỏi rớt. Cái gì dơ mới lấy cây gấp. Người Việt mình ngược lại. Nè, cái gì sạch chứ sạch lấy cây gấp. Cái gì dơ lấy tay bóc rồi hửi thử. Rõ ràng mình có nhiều cái ngược người ta quá ha. Thưa quý vị, hồi nãy tôi có nói tới mình nếm được tình Chúa yêu thương mình. Thì ở đây là một cái câu mà một thầy dòng tên gửi cho tôi, rất dễ thương. Thầy nói, con ước ao là một người được Chúa thương. Mà mấy người Tây Phương, hãy nó thương ai thì nó kêu gì? My honey. Cục mật, thấy không? Bởi vì nhắc tới cái tên đó thì thấy nó ngọt ngọt trong này. Nó ngọt ngọt ở trong. Honey, rồi sweetheart. Tim ngọt rõ ràng rồi. Rồi sunshine, mặt trời đó. Còn người Việt mình cụ thể, thương ai tính thành từng cục. Tự nhiên cái cục cưng của anh, thấy chưa? Thấy ghê luôn. Những ông lớn tuổi mà thiếu răng tiền đạo nè, đâu đó có đọc chữ cưng được. Ước gì mình là cục cưng của Chúa. Ngon ha, đó.
Thưa quý vị, tại sao chúng ta nghe trong cái câu mỗi lần truyền phép, đây là chén máu thầy phải không? Máu giao ước mới và vĩnh cửu. Giao ước mới là sao? Hôm nay mình học từng chút vậy thôi, nó đâu vui lắm. Tại sao gọi là giao ước mới? À, để tôi đọc. Giao ước nghĩa là gì? Trước tiên mình hiểu chữ giao ước có nghĩa giao là với nhau, ước là hứa. Ngày nay mình hiểu đó là một sự giao kết với nhau giữa hai bên, rồi có một văn bản làm chứng. Và muốn có giá trị thì văn bản đó phải được thị thực bằng con dấu, nó mới có giá trị. Còn viết không, không có ai thị thực, không có luật sư làm chứng, không có tòa án để công chứng thì không có giá trị. Mà ngày xưa hai bên hứa với nhau thì làm một con vật, giết một con vật để tế lễ, rồi lấy máu con vật đó rảy trên hai người, hai cái người ký đó rảy, dơ hồn mà, không máu mà đem rảy lên người, cho nên mới gọi là giao ước bằng máu. Về rồi tắm sao cũng cần biết. Do đó Chúa nói đây là giao ước mới, là giao ước bằng máu, ký bằng máu. Do đó mà mình thấy khi nào mình nói máu của lễ tế này được rảy trên hai bên thì giao ước đó có giá trị. Máu đó làm cho hai bên thực thụ giữ những điều mà mình cam kết, gọi là giao ước bằng máu. Chúa bảo hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống. Cho nên người Việt mình dịp gì cũng ăn, phải không? Thiệt á, sinh con tổ chức ăn mừng liền, rồi có người chết cũng ăn nữa. Đi tới chia buồn rồi phải đãi nữa, thì kỳ vậy. Ngày xưa tôi đọc cuốn quốc văn của trẻ con đó, chung quanh chiếc quan tài quàng đó, độ vài mươi mâm cổ ngổ ngang, tiết canh lồng lợn mở màn, bò thui thịt tái còn loan máu đào. Hồi nhỏ mà mình tưởng tượng cái gì kỳ vậy, chết mà ăn quá trời á. Thật sự ăn là biểu lộ sự cảm thông, chia nhau. Cho nên quý vị thấy thế giới của mình không bằng cái thế giới giữ luật Sharia đâu. Sharia là luật của ai? Hồi giáo. Cực kỳ ác. Mình nói ác nhưng đó là luật của Mai Sen đó. Mắt thế mắt, răng thế răng. Tôi làm anh đuôi một mắt, ra tòa anh đứng cho tôi chọc một mắt lại. Anh là tôi làm anh gãy cái răng, ra tòa canh cho đúng, đánh cái khác là nó đánh lại ngược lại. Cho nên phải lấy đục đồ đàng hoàng. Tôi làm anh chết một người, bên nhà tôi một người chết giống y vậy. Kinh lắm. Như vậy thì mới gọi là luật Sharia. Nhưng mà đối với cái dân tộc Semit, ai cũng biết cái chữ Semit là dân gì? Dân Ả Rập Trung Đông, Do Thái, nói chung tên của ba người con đó, ba câu ông Abraham và khi nào ngồi ăn chung với họ hay là họ đem thức ăn cho một người nào đó thì người đó trở thành người ruột thịt, không giết nữa. Trong lịch sử Ả Rập đã có một tai nạn là một người ở bộ lạc này làm chết một người ở bộ lạc kia, và cái huyết thù gọi là trả thù bằng máu là bổn phận thiêng liêng cao quý mà người nhà của nạn nhân phải làm dưới sự chứng kiến của luật pháp. Nó kinh khủng vậy, cho nên họ tìm ra, mà sau mấy năm mới tìm ra được cái thằng giết cái người bên bộ lạc nạn nhân. Trong thời gian ở sa mạc có bão cát, một cái đoàn người đi lạc đà thấy một anh chàng bị cát nó vùi lấp lại mà không có cái gì che, cho nên cát nó chui vào mũi, có thể ngộp thở chết. Thế là thương tình đem nước đồ rửa, rồi thấy anh ta mệt mỏi, ngồi bẻ bánh mì cho ăn, lấy trà là cho ăn. Sau này bắt được anh ta là thằng sát nhân. Cái gia đình nó bắt được, thì trong gia đình có một người nói nhỏ với ông chủ: tao cho nó ăn rồi, tao tìm thấy nó ở trong bão cát sa mạc, cho nên bãi nại, vì nó đã ăn chung với tao rồi, nó đã trở thành người nhà rồi, không được tử hình nữa. Nó có cái hay ha. Và đó là câu chuyện hiếm có lắm ở đất nước Hồi giáo. Nhưng mà rõ ràng người ta tìm cách để tha, không chấp, không bắt nữa. Thưa quý anh chị, tôi muốn nói đến cái câu chuyện này là hồi nãy tôi khuyên là gì?
hãy chấp nhận Giê-xu là Chúa và tin rằng Chúa chết cho mình và Chúa đã sống lại. Ha. Gần hết giờ rồi đó. Tại vì 4 giờ có kiểu, bây giờ 3 giờ 27. Không sao, tôi kết luận bằng câu chuyện này. Đó là câu chuyện có câu đố. Ai biết có thưởng, thầy phó tế chuẩn bị chưa? Trong 3 phút thầy sẵn sàng cổng. Rồi. Vị thánh nào được tuyên phong đầu tiên trong giáo hội? Thánh nào? Cái gì? Hả? Thánh Giuđa hả? Ông nói có gì? Dạ. Ông nào nói đúng đó? Là. Dạ. Ông còn con khiêm tốn, ông nói cái ông trộm bên phải. Tôi không biết là cái chữ dịch ăn trộm có đúng không? Bởi vì người La Mã nó không tử hình những hình thức ăn trộm, mà cướp của có chết người nó mới đem giết. Vậy thì có 2 người bị tử hình bên cạnh Chúa Giê-xu, bên trái bên phải không cần biết, nhưng một trong 2 người được Chúa Giê-xu phong thánh, mà cái cuộc điều tra không đầy 30 giây, cho nó hấp dẫn không? Đây nè, không đầy 30 giây nghe nè, ông ta kêu cái gì? Giê-xu. Rồi ông nhìn lên thấy trên đầu Chúa Giê-xu có cái bảng để vua dân Do Thái. Anh mới sực nhớ rồi, cái ông này là tiên tri. Ông nói với thằng bạn, tụi mình có tội nha. Ông này không có tội, có nghĩa là Giê-xu và tụi tôi tin ông là Đấng Thánh. Rồi nhìn thấy ông là vua, khi nào ông vào nước của ông, nhớ đến tôi. Hết. Chúa nói liền, Chúa không điều tra nữa, Chúa nói ngay hôm nay, anh ở với tôi trên nước của tôi. Trời ơi, cuộc phong thánh lẻ nhất thế giới, mà không phải do giáo hội, mà do chính Chúa Giê-xu phong thánh. Nghe như vậy có nhiều người nói em sẽ bắt chước cái đó. Tới lúc cuối đời em sẽ nói vậy. Không kịp đâu. Làm sao kịp giờ để mà nhớ mà nói. Cho nên mỗi ngày nên chuẩn bị thôi. Cảm ơn mọi người. Mình phải kêu tên Chúa Giê-xu một cách cung kính.